Xin chào và chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trong series Mẹo La Hoàn 2.6 của Spiral Jaden. Hôm nay chúng ta sẽ nói về tầng 12 nhé. Mình thấy có rất nhiều bạn than phiền rằng đang gặp khó ở nửa trên của phòng số 1 vì quái rải rác quá mà không có nhân vật phong gom quái nào mạnh cả. Đồng thời ở nửa dưới phòng số 2 cũng không qua nổi vì không có nhân vật hệ băng nào để phá khiên của bọn sứ đồ. Xảy ra việc này có lẽ là do các bạn quá xem thường các nhân vật 4 sao mà mình đang sở hữu hoặc đang trong các banner rồi dẫn đến không build hoặc không roll lấy họ mà thôi. Hãy luôn chuẩn bị đủ các nhân vật thuộc nhiều nguyên tố khác nhau và không quá phụ thuộc vào bất kỳ một đội hình nào, để cho dù La Hoàn có xoay chuyển như thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm khó được chúng ta nhé. Được rồi, tạm bỏ những việc khác qua một bên. Trong video này mình sẽ sử dụng hai đội hình mà theo các bạn là khó đi nhất để hướng dẫn. Đó sẽ là một đội không có nhân vật gom quái tại nửa trên và một đội không có hệ băng ở nửa dưới. Thực tế thì hệ băng tuy sẽ rất mạnh tại nửa dưới nhưng lại không phải là câu trả lời duy nhất. Vẫn còn đó các hệ hỏa, lôi và các nguyên tố trung lập phong nham, không phải là con đường ngắn nhất nhưng vẫn là con đường có thể đi đến đích được nếu vận dụng đúng. Ở nửa trên thì yêu cầu duy nhất là bạn phải mang theo hệ thủy thôi. Không có nhân vật gom quái thì cũng có thể sử dụng các DPS thế hệ đầu như Diluc, Kuching vẫn rất ổn vì họ vốn được thiết kế ra trong giai đoạn La Hoàn đầy rẫy những quái như thế này. Do đó các chiêu thức của họ đều có tầm AoE rất lớn và sát thương là vừa đủ. Vì video showcase hai đội hình này mình đã đăng trên kênh rồi nên nếu cần tham khảo về chỉ số của các nhân vật thì bạn có thể vào video đó để xem lại nhé. Rồi, không dài dòng thêm nữa, chúng ta cùng đi vào công việc chính thôi. Về nửa trên phòng số 1 này thì mình chỉ cần các bạn ghi nhớ khẩu quyết này và vận dụng tốt nó là chắc chắn sẽ thành công. Luôn luôn tìm đánh bọn đảo bảo đoàn đánh xa trước tiên. Nguyên nhân là do bọn lính cận chiến sẽ luôn luôn tự động chạy theo chúng ta và sẽ ăn sát thương AoE khi chúng ta đang đánh bọn lính đánh xa, do đó sẽ kéo máu được nhiều quái hơn cùng một lúc. Nếu bạn tập trung vào bọn cận chiến trước tiên thì điều ngược lại sẽ không bao giờ xảy ra. Bọn lính đánh xa sẽ luôn giữ khoảng cách chứ không bao giờ chạy lại gần chúng ta, do đó sẽ khiến bạn phung phí chiêu thức, phung phí thể lực và dẫn đến là phung phí cả thời gian hơn nữa. Đợt quái thứ hai cũng y chang như vậy thôi, luôn luôn ưu tiên tiêu diệt đám lính đánh xa trước và để hai con Karagi ăn sát thương AoE để chúng sống sót và tiêu diệt cuối cùng. Lý do mình yêu cầu bạn phải có một nhân vật hệ thủy ở nửa trên không chỉ để phá khiên học sĩ hỏa tại phòng số 3 thôi đâu, mà còn vì ở phòng 1 này sẽ có một cái đài buff hỏa, cường hóa các chỉ số phòng ngự của quái sau mỗi 15 giây. Khi được buff thì cơ thể quái sẽ có màu đỏ ấy. Và nhân vật thủy ở đây sẽ có tác dụng là xóa cái buff hỏa này đi, nếu không thì quái sẽ rất trâu và rất khó tiêu diệt. Đó, nguyên lý nửa trên này chỉ có thế và mình liên tục lặp đi lặp lại nó mà thôi. Tìm diệt bọn đánh xa, để bọn cận chiến ăn sát thương AoE, dùng thủy xóa buff hỏa, cứ thế thôi. Vì phòng dưới có thể hoàn thành trong vòng khoảng 45 giây nên bạn cứ thoải mái, bình tĩnh làm tốt những gì mình nêu ra từ nãy đến giờ, miễn sao xong trước 7 phút 45 là được rồi. Đến đây chỉ còn một thử thách cuối cùng, đó là hai con Karagi hỏa lôi này. Chúng giống hệt hai con rồng biển sâu tại phiên bản La Hoàn trước. Việc của bạn chỉ là căn sát thương để tiêu diệt cả hai con cùng một lúc thôi. Nửa dưới này thì quá đơn giản rồi. Bạn chỉ cần đứng ngay vị trí trung tâm, đợi hai con thủ vệ di tích tiến lại và xử lý cả hai thôi. Buff của đài buff lôi thì có thể dùng hỏa để xóa đi là được, rất dễ dàng. Nhớ nạp năng lượng càng nhiều càng tốt để chuẩn bị cho phòng sau nhé. Tại đây mình khởi động La Hoàn và chọn vị trí sát mép sàn đấu hướng 3 giờ tính từ hướng nhìn khởi điểm. Nguyên nhân là vì vị trí này sẽ có thể kéo được cả hai đợt hoa lừa dối lại chỗ mình luôn mà mình không phải di chuyển đi đâu cả. Rất tiết kiệm thời gian và thể lực. Rồi, giờ thì cứ đứng đây và xả chiêu tiêu diệt hết cả hai đợt quái thôi.
Đây, có lẽ nơi các bạn đang bị ăn hàng nhiều nhất chính là phòng đấu này rồi. Trước khi tiến vào phòng đấu, mình sẽ nói sơ một chút về các chiêu thức tuyệt đối cần tránh của ba con quái này. Đầu tiên là học sĩ hỏa nhé. Nó không có chiêu thức gì quá đáng kể về mặt tạo hiệu ứng gây khó chịu. Tuy nhiên, điểm khiến nó nguy hiểm lại chính là sát thương. Đặc biệt là chiêu thức tạo cột lửa này, vì nó có khả năng gây sát thương chuẩn cho cả đội hình nếu bạn bị dính phải. Tiếp đến là học sĩ lôi. Nó có hai chiêu thức bắn quả cầu có thể rút năng lượng của chúng ta. Cũng rất cần các bạn phải ghi nhớ animation để tránh né mỗi khi nó ra chiêu thức này. Cuối cùng là sứ đồ thủy. Nó có hai kỹ năng phóng ra lưỡi kiếm nguyên tố có khả năng kéo dài cooldown chiêu thức của chúng ta, cần hạn chế để bị chém trúng. Ngoài các chiêu thức kể trên ra thì hầu hết các chiêu thức còn lại mình thấy một là khá dễ né tránh, hai là sát thương không cao và ba là không có các hiệu ứng khó chịu, nên các bạn có thể tăng một vài đòn nếu trong tình thế không thể né được cũng không sao. Điểm thứ hai cần lưu ý đó là toàn bộ các hiệu ứng khó chịu do cả ba con quái này tạo ra đều có thể bị ngăn chặn nếu nhân vật trúng đòn đang có khiên trên người. Do đó những Zhongli, Diona hay Toma sẽ là những lựa chọn không tồi để khắc chế lại bọn chúng. Và điểm cuối cùng là chúng rất dễ bị thao túng vị trí nếu chúng ta sở hữu đội hình có khả năng tạo hiệu ứng đẩy lùi, chẳng hạn như đội quá tải mình đang dùng hay các nhân vật trọng kiếm, Xiao, Jin, vân vân. Vì lý do đó, với đội hình này mình sẽ kiểm soát vị trí của hai con học sĩ bằng cách liên tục dùng phản ứng quá tải để đẩy lùi con lôi về sát với con hỏa. Sứ đồ thủy thì mình không cần quan tâm vì lúc nào nó cũng sẽ bù lấy nhân vật của mình mà thôi. Khi đánh thì mình luôn chú ý, cố gắng duy trì vị trí đứng thẳng hàng với hai con học sĩ nhằm đảm bảo đẩy được bọn chúng lại gần nhau. Tuyệt đối không được chọn vị trí đứng giữa hai con nhé, vì như vậy sẽ đẩy bọn chúng ra hai hướng khác nhau mất đấy. Ngoài ra, cần tập trung quan sát animation và hạn chế bị dính các chiêu thức mà mình đã nói lúc nãy nữa nhé. Đến giai đoạn phá khiên, tại đây mình chỉ vừa sử dụng các nguyên tố có tạo phản ứng với khiên của bọn chúng để phá, vừa cố gắng tránh né các đòn thế do bọn chúng tung ra mà thôi. Mình sử dụng Bennett sang linh hệ hỏa để phá khiên lôi và dùng Fischl Bedo hệ lôi để phá khiên hỏa. Và sau khi xử lý xong hai con học sĩ thì dùng cả hai hệ để phá khiên thủy còn lại của sứ đồ thôi. Đến phòng 3, mình tiếp tục khởi đầu ở một vị trí mép sàn đấu hướng 3 giờ để ép con học sĩ ở xa hơn nhích lại gần con kia một chút và sau đó thì cứ xả sát thương thôi. Tiếp tục giữ vị trí ở một bên và thẳng hàng với hai con học sĩ, tuyệt đối không vào giữa và đẩy chúng ra hai bên nhé. Rồi, đến giai đoạn phá khiên, Xing Chu sẽ là ngôi sao chính tại phần này, còn ba người kia chỉ là dàn hát bè phụ họa thôi. Có một lưu ý nếu bạn cũng đang dùng kiếm tế lễ là nó sẽ không kích được nội tại trong giai đoạn này, do đó Xing Chu của bạn cần có ít nhất là 200% nạp để kịp hồi nộ phá khiên nhé. Mình tiếp tục duy trì vị trí đứng thẳng hàng với hai con quái khi chúng thả quả thiên thạch xuống và chủ động giữ kỹ năng nguyên tố của Xing Chu để phá, chứ không dùng trước đó. Đồng thời, khi phá hai quả thiên thạch thì mình vẫn giữ vững vị trí đứng này, không chui vào giữa, tránh việc phá thiên thạch xong chúng sẽ ngã ra hai bên. Trong giai đoạn này, mình cũng liên tục dùng kỹ năng nguyên tố của các nhân vật khác và swap sang Xing Chu để bắt lấy hạt năng lượng nhằm funnel năng lượng cho cậu ta.
Nửa dưới phòng 3 mình cũng lặp lại những điều đã nói ở phòng 2 thôi. Duy trì vị trí đứng thẳng hàng, đẩy lui quái bằng hiệu ứng quá tải, theo dõi animation để tránh đòn kéo dài cooldown và sử dụng nguyên tố để phá khiên khi đến giai đoạn này. Bình tĩnh, tự tin, chủ động, bạn sẽ có thể làm chủ trận chiến. Đến đây thì video Mẹo La Hoàn 206 tầng 12 của Spiral Jaden cũng xin được khép lại. Chúc các bạn may mắn, giành được nhiều nguyên thạch.